Đây, thêm một đàn cá con nữa. Này, cho quý vị xem nguyên nhân tại sao cá con này bu ở những cái lưới cá rất là nhiều. Bởi vì nó thấy gia đình cá của nó bị mắc kẹt ở đây nên nó bu ở đây. Anh mới thả một con sứa đó nè. Quý vị hiểu không? Em đã để ý cái điều này. Không, cá cá bơn ngộ. Gọi là flash fish á. Thả đi. Thả đi, anh bỏ xuống đi. À. Ai gì đây mình? Yeah. Rồi xong. Anh vô ghe để anh chờ tội nghiệp kìa. Rồi kép 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 kép. Trời ơi. Anh thả con cá bơn ngộ. Anh bay xuống sông luôn. Em đi ngoài biển. Em lặn ở dưới biển em thấy tại sao mà mấy con cá bị nhốt trong lưới này lại có cá con bơi, hay là tới mấy cái nhà bè đó cũng vậy nữa, cá con ở chỗ mấy bè cá nó bơi xung quanh nhiều lắm. Và để ý kỹ thì mình sẽ thấy những con cá con đó nó có liên quan đến những con cá đang bị nhốt ở trong mấy cái lưới, bởi vì là gia đình của nó nên nó bơi xung quanh vậy đó, nó chờ gia đình nó ra. Cá con nó bơi theo cá cha cá mẹ đó. Hôm nay là nó mình thả như vậy là giải cứu cha mẹ của nó, trở về với nó, gia đình đoàn viên trong ngày Tết. Cảm ơn quý vị cô bác anh chị đã ủng hộ phóng sanh nha. Nếu quý vị cô bác anh chị không làm điều này thì cũng không mấy ai làm đâu. Cảm ơn ông anh Bồ Tát vũ ghe luôn, mọi người đã chung tay giúp. Dạ. Yeah. Hiện tại Việt Nam mình có 17 vị đang ủng hộ em làm điều này nha. Bồ Tát Tỉnh Ngọc, chị Phạm, gia đình Nhã Vân, chị Diệu Ngân, bé Di Thiện, Bồ Tát Nguyên Thiện, anh Lê Minh Tuấn, anh Hoàng Tuấn Thành, anh Nguyễn Trường Thành, anh Lê Ngọc Phú, anh Ti, nhóm Kim Sao Nhua, gia đình Bồ Tát Lê Kim Chính, Bồ Tát Như Thật, Bồ Tát Diệu Minh, gia đình cô Tám, gia đình cô Hoa, gia đình cô Hương. Rồi, cảm ơn quý vị. Với lại em được Bồ Tát Diệu Ngân cho lì xì 500k để em phóng sanh luôn, để cho tăng thêm phước đức tăng trưởng. Hôm nay là cỡ nào mình cũng chơi tới được. Tiền bao la. Ủa bé Di Thiện Minh Đức mà thầy đọc Di Thiện người ta hiểu không vậy? Di Thiện Minh Đức hả? 4 chữ hả anh? Ta Di Thiện Minh Đức thì cái đọc Di Thiện không sao ta hiểu. Rồi bé Di Thiện Minh Đức xin lỗi nha. Rồi xong. Bé Di Thiện Minh Đức. Bé Di Thiện Minh Đức nói là con có 50 ngàn làm sao đủ phóng sanh. Con nói thôi thầy góp ít thành nhiều con gửi cho thầy. Bé Di Thiện Minh Đức ơi, 50 ngàn cũng là rất là nhiều rồi. Bởi vì mình đang phóng sanh theo kiểu hùng phước, mọi người hùng một chút thì nó sẽ thành số tiền lớn đúng không? Giống như là góp gió thành bão á. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Không ngờ với một số tiền mọi người bỏ ra chút đỉnh, chúng ta đã phóng sanh được cái đăng chuồng trị giá hàng triệu đồng. Mà một cái đăng chuồng này làm á là mấy chục triệu đúng không anh? Một cái đăng chuồng như vậy giới thiệu mọi người nha. 4 cái đăng chuồng á là 100 triệu. Phải không anh? Hơn luôn hả? Vậy một cái là bao nhiêu tiền sư huynh? 25 triệu. Hơn 30 mấy triệu. Một cái đăng chuồng như vậy là 30 mấy triệu đó. Không có đâu. Tùy theo thời nữa. Những cái cây này nó còn bị hư nữa. Thay thế nữa. Bảo trì bảo hành nữa. Mình xài 6 tháng hay 1 năm mà gì được rồi. 6 tháng. Cái này bền đó. Cái nào bền thì 1 năm. Anh nói nếu mà hơi khó thông thì mình cứ thay thế suốt liên tục. Thay liên tục. Mấy cái cây gỗ này để chống nè. Nước biển ăn mòn nha. Không phải nước mà ăn mòn mà. Mấy con này nó cắn. À, vậy luôn hả? Mấy con này nó cắn gãy đi. Một hào. Ghê vậy? Con hào mà cũng cắn gãy cái cây luôn à. Mấy cái lưới cá này là cũng phải bảo trì, bởi vì người ta vô chôm cá người ta cắt lưới rồi mình thay lưới mới tùm lum hết cực. Rồi mỗi ngày mình phải đi dò cá vậy đấy, mình không dò thì người khác vô chôm. Ngày nào mình cũng phải đi dò vậy hả anh? Đi rồi. Wow, vất vả quá.
ngày nào cũng vất vả đó. Nên ngày nào cũng cực. Nghề này á thì mình giải quyết việc làm cho người ta. Ví dụ như người ta đi bắt thì mình mua thả à. Còn mình không mua thả thì người ta cũng vẫn bán ra chợ, người khác mua về ăn thịt à, tôm nè, đó. Thường đó là người ta mua về để ăn nhiều, mà mấy con này cá tự nhiên. Quý vị không thả không ai thả, quý vị không cứu không ai cứu. Nên quý vị mặc kệ thì thiên nhiên nó tuyệt chủng, cá thì nó tận diệt. Đó. Nên ủng hộ em. Anh mới thả bồ tát tôm đi. Rồi. Ý, ủa bồ tát này ngộ quá, chui vào bánh kẹo nè. Quý vị ăn kẹo đừng có xải đi nữa nha, chui vô cái vỏ kẹo luôn nè quý vị. Chết luôn đúng không? Trời, chết trong cái vỏ kẹo luôn. Ủa, chưa. Ê, chết. Còn sống, còn sống. Chưa chết. Cá gì lạ quá vậy thôi. Đây là con cá bóng đen hả? Ồ, lạ quá. Con này cá bóng đen. Nhưng mà sao nhìn không giống cá bóng đen ta? Cái bộ răng của nó. Ờ, cá bóng đen đó anh ơi. Nó mới vô đây mà nó tái màu luôn á, chứ bình thường nó đen thui lùi à. Trà sữa. Thường có mấy con cá mà nó dính vô cái bao nó thoát không được, nó chết luôn á anh. Con rùa nó cá đối rồi á. Sam á, rồi con sam cái lộn con xíu hoài à. Cái này là sam đực hay sam cái? Dạ sam cái đại ca. Sam cái à. Sam cái đó. Tính cho anh đi. Rồi 10k nữa. 10k nữa. 11 sam cái. 11 sam cái. Đó bé Duy Thiện thấy thả chưa? Anh có thử thả con nào nữa không? 50.000 của bé là hả dư sức cứu được 5 con sam. Nhưng mà chia nhỏ ra bé đã cứu 50.000 nè, bé cứu được cá đói nè, cá ngát nè, cá đủ loại, tôm sú này kia các kiểu không? Nếu mà nó vô về vô hai con lúc về còn con sam nữa đúng không anh? Tùy ha, tưởng là nó vô lần rồi hai con luôn chứ. Nó đi là đi theo cặp nhưng mà nó bị lạc á. Nó lạc. Hay là tụi nó mới ly dị. À cái vậy nè. Ủa, con này bự hơn nè, anh thả cẩn thận nha. Thôi. Thêm một cú. Rồi. Đây, vậy thôi. Con này nó không có bơi được đâu. Ủa chứ nó làm sao nó chạy à? Nó lắc người nó à, thì ra. Cái này cái gì? Flash fish. Flash fish là con cá nằm dưới bằng ở dưới mặt nước. À hiểu. Người ta gọi là bơn ngộ. À bơn ngộ. Cá bơn nhưng mà nó là giống cá bơn đó gọi là bơn ngộ. Bơn thì có mấy trăm kiểu cá bơn lận. Cá bơn ngộ á. À. Bơn thì có mấy chục cái loại.